Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề thứ hai, tích phân. Thầy muốn giới thiệu cho các em cái dạng tính tích phân của hàm số hữu tỉ. Bây giờ chúng ta bước đầu bước qua nội dung của bài học. Trước tiên thầy giúp cho các em cái cách thức tách một cái phân thức Px chia Qx với P và Q là hai đa thức. Ở trong đó chúng ta có bậc của tử số bé hơn bậc của mẫu số, bé hơn hẳn nhé. Rồi. Vậy thì trong cái tình huống mà lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta lấy tử chia mẫu, chuyện đó chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Thế bây giờ thầy bày cho chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta đang học tích phân thì dĩ nhiên sắp tới đây chúng ta sẽ đi tính tích phân của cái biểu thức này. Mà muốn tính tích phân của một biểu thức nào đó thì cái nhu cầu của chúng ta là phải tách tổng và hiệu thành tách tích thương thành tổng hiệu các cái tích phân cơ bản. Do vậy mà nhu cầu của chúng ta sẽ phải tách cái phân số này ra thành tổng hiệu của các nguyên hàm cơ bản như sau. Bây giờ nếu mà mẫu số của chúng ta, thầy lấy ví dụ nó có dạng như sau: x cộng a nhân cho x cộng b, còn có thể nữa ha. Thì người ta bày cho chúng ta cái cách thức tách thành tổng hiệu như sau. Nó là bằng a chia cho x trừ a, x cộng a cộng cho b chia cho x cộng b. Còn nếu có thêm nữa, chẳng hạn như là x cộng c thì lại cộng cho c chia cho x cộng c. Vậy vấn đề đặt ra là a lớn b lớn là gì, thì cái chuyện đó từ từ qua những ví dụ sau thầy sẽ nói sau ha. Bây giờ nếu mà qx của chúng ta có dạng như sau: x cộng a tất cả bình phương nhân x cộng b. Hai cái mẫu số chúng ta phân biệt dùng ha. Thì lúc này chúng ta sẽ tách cái x cộng a tất cả bình phương này ra thành như sau: a chia cho x cộng a tất cả bình, rồi cộng cho b, hạ nó xuống một bậc nữa, x cộng a bậc 2 hạ xuống bậc 1. Đó là màu đỏ. Thế rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, màu vàng tách ra được thành c chia cho x cộng b. Còn nữa đó, nhưng mà thôi ở đây thì chúng ta dừng lại ở hai cái dạng rất cơ bản. Sắp tới đây có dịp thầy sẽ nói những cái dạng khác sau. Bây giờ để làm quen với hai cái kiểu tách này thì chúng ta nhắc lại hai cái công thức mà chúng ta sẽ sử dụng trong buổi học ngày hôm nay. Bằng ví dụ thứ nhất, giả thiết cho chúng ta biết tích phân từ 0 đến 1 của 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia x cộng 2 dx bằng a log nabe của 2 cộng b log nabe của 3. Trong đó ab là hai số nguyên, tính giá trị của a cộng b. Quá dễ phải không nào? Chúng ta chỉ sử dụng công thức ở đây, mục đích của thầy muốn nhắc lại công thức thôi. Nguyên hàm của 1 chia cho x cộng 1 là gì? Log nabe trị tuyệt đối x cộng 1. Rồi trừ ở đây hết. Trừ cho nguyên hàm của 1 chia x cộng 2 một cách tương tự, log nabe trị tuyệt đối. Tất cả lấy trên đoạn từ 0 đến 1. Chúng ta thế chậm rãi vào thôi. Ta thế 1 vào nhé. 1 vào đây thì chúng ta được bao nhiêu nè? Log 2. 1 thế vào được bao nhiêu? Log 3. Rồi trừ cho, chúng ta hay số 0 vào, được log nabe của 1. Trừ cho log nabe của 2. Mà log nabe của 1 bằng bao nhiêu? Bằng 0. Như vậy ở đây ta có được log nabe của 2 trừ cho trừ log nabe của 2 bằng bao nhiêu? 2 lần log nabe của 2 trừ cho log 3. Chúng ta xem lại, giả thiết cho mình biết được cái gì đây. Bằng a log 2, như vậy thì a bằng mấy? A bằng 2. Và b của chúng ta bằng bao nhiêu đây? B log 3. Vậy b bằng bao nhiêu? Trừ 1. Người ta cộng lại với nhau thì a cộng b bằng mấy? Bằng 1. Đây, phương án đúng là phương án b nhé. Không khó. Chúng ta tiếp ví dụ số 2. Đây là ví dụ minh họa trực tiếp lý thuyết mà vừa rồi thầy trò chúng ta nhắc nhở với nhau. Thế thì chúng ta
Người ta cho tích phân từ 3 đến 4 của 5x trừ 8 chia cho x bình phương trừ 7 cộng 2 dx bằng a log nơi bé của 3 cộng b log nơi bé của 2. Với a, b là các số nguyên. Tính giá trị của 2 lũy thừa a trừ 3b. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây là cái phân thức cho nên chúng ta không tách ra được, không tách thành chia được, cho nên ta phải tách thành tổng hiệu. Ta đưa cái biểu thức trong dấu tích phân của chúng ta ra. Và trước tiên thì chúng ta có một cái nhận xét rằng bậc của tử bé hơn bậc của mẫu rồi. Vậy thì chúng ta tách ra như thế này. Tử số chúng ta viết lại. Mẫu số chúng ta lấy máy chúng ta bấm, hoặc là chúng ta tính là được ngay, có một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng 2. Thì ở đây chúng ta nhắc lại cái kiến thức của năm lớp cấp 2. Nếu cái tam thức bậc 2 này của chúng ta có hai nghiệm x1 và x2 thì chúng ta tách ra được thành a nhân cho x trừ x1 nhân cho x trừ x2. Như vậy ở đây chúng ta có hai nghiệm như thế này thì tam thức bậc 2 này được tách như thế này. Cẩn thận, a ở đây bằng 1 cho nên không cần ghi nữa. Vậy chúng ta tách thành x trừ 1 nhân cho x trừ 2. Và vừa rồi lý thuyết giúp cho chúng ta cách thức tách như sau. X trừ 1 này chúng ta tách thành a chia cho x trừ 1. Và x trừ 2 chúng ta tách thành b chia cho x trừ 2. Với a, b của chúng ta là những hằng số. Thế bây giờ thầy bày cho các em cái cách thức tìm cái hằng số AB này như sau nhé. Có nhiều cách để tìm. Bây giờ chúng ta quan sát cách thứ nhất trước. Bây giờ chúng ta có đây nè, 5x trừ 8 chia x trừ 1 thì x trừ 2, chúng ta chép lại bên này nhé. Chia x trừ 1 nhân cho x trừ 2. Màu đỏ chúng ta tách ra x trừ 1 để trống đó ha. Rồi cộng cho màu xanh của chúng ta đây, x trừ 2 chia cho x trừ 2 để trống đó. Ta biết rằng đây là a này, đây là b này. Thế bây giờ cách thức tìm như sau. Màu đỏ chúng ta cho cái mẫu số này bằng 0, tức là x của chúng ta bằng 1. Ta thế 1 vào đây nè, lấy tay che cái trừ 1 này, x trừ 1 lấy tay che lại. Thế x bằng 1 vào cái phần còn lại. Thì 1 thế vào đây chúng ta được 5 trừ 8 là bao nhiêu? Trừ 3. 1 thế vào mẫu, trừ 1 như vậy nó bằng bao nhiêu? Trừ 3 chia trừ 1 bằng 3. Có nghĩa là A này của chúng ta nè, bằng 3. Rất nhanh. Rồi bây giờ B. B bây giờ bằng cách tương tự như vậy, ta cho cái mẫu số này bằng 0, tức là x bằng 2. Ta thay x bằng 2 vào cái phần còn lại, che lại. Vậy thì x bằng 2 thế vào đây là 10 trừ 2 là 8, 2 trừ 1 là 1, đúng không? 10 trừ này còn 2 chia 1 bằng 7, bằng 2. Tức là B của chúng ta bằng 2. Cách thứ nhất. Rồi bây giờ ta xem cách số 2. Cách nào nó cũng có cái hay của nó, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ có một cách này là hay đâu. Chúng ta sẽ còn sử dụng nhiều kiểu khác. Thế bây giờ chúng ta không dừng lại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục quy đồng lên. Quy đồng lên thì chúng ta được cái gì? A nhân cho x trừ 2 cộng cho B nhân cho x trừ 1. Và thì mẫu số của chúng ta là x trừ 1 nhân x trừ 2 đồng nhất thức hai vế. Thì cái tử số này phải bằng với cái tử số ở đây, tức là bằng 5x trừ 8. Ở đây chúng ta thấy rằng có xuất hiện hai hằng số AB thì có bao nhiêu chữ? Chúng ta sẽ đi chọn bấy nhiêu x. Ở đây có hai chữ AB thì chúng ta sẽ đi chọn hai giá trị cho x. Chúng ta chọn x bằng bao nhiêu cũng được hết á. X bằng 10, x bằng 8, x bằng 100, x bằng 1000, bao nhiêu cũng được, bao giờ nó cũng cho ta một đáp số duy nhất AB thôi.
Vậy thì người khôn ngoan sẽ chọn như sau. Ta chọn x bằng 2 đi, để cho chỗ này ta thế vô nó bằng 0. Vậy thì ở đây hết rồi, 2 thay vào đây thì ta được là b. 2 thay vào đây ta được là bao nhiêu? 12. Ta có ngay được b bằng 2. Đây, số này 2 này, thấy không? Rồi bây giờ thì bây giờ quan sát thử ta chọn x bằng bao nhiêu là tốt. X bằng 1. Nếu bằng 1 ta thế ở đây thì nó bằng 0 rồi nè. 1 thay vào đây thì được trừ a. 1 thế vào đây thì bằng trừ 3. Như vậy a của chúng ta bằng 3 đây. 3 đây. Thấy không? Còn một cách nữa, đó là chúng ta tiếp tục đến đây, chúng ta lại tiếp tục nhân a vào, nhân b vào, và ta sắp xếp x trước hằng số sau. Như vậy thì ta sẽ đặt x làm thừa số chung, thì ở đây còn lại bao nhiêu nè? A nè cộng b nè, hằng số nhé, trừ 2a nè, gì nữa nè, trừ b nè, bằng bao nhiêu? 5x trừ 8. Như vậy đến đây đồng nhất thức hai vế thì chúng ta phải có được a cộng b bằng mấy? 5. Và gì nữa? Trừ 2a trừ b bằng trừ 8. Đến đây thì chúng ta hoàn toàn sử dụng được máy tính. Chúng ta bấm cái hệ này ra thì chúng ta cũng sẽ tìm ra được a bằng 3 và b bằng 2. Thế từ nãy đến giờ là chúng ta đang bàn với nhau về cái cách thức đi tìm các cái hệ số AB này. Thì vừa rồi thầy giới thiệu cho em 3 cách. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái ví dụ của chúng ta. Giả thiết cho chúng ta biết tích phân đi từ 3 đến 4. Đây, cái tích phân này đi từ 3 đến 4. Thì đương nhiên nó sẽ bằng tích phân đi từ 3 đến 4 của cái biểu thức cuối cùng này. Và vừa rồi chúng ta mới tìm ra được a bằng 3 và b bằng 2. A bằng 3 nhé, bôi nhé. B bằng 2, bôi nhé. Vừa rồi có nhắc cho chúng ta cái ví dụ thứ nhất về cái công thức nguyên hàm. Nguyên hàm đây bằng 3 log Neper trị tuyệt đối x trừ 1 cộng cho 2 log Neper trị tuyệt đối của x trừ 2. Tất cả lấy trên đoạn từ 3 đến 4. Thế rồi bây giờ ta thay cận vào thôi. Thay cận vào thì chúng ta được cái gì? Thay 4 vào nhé. Được là 3 log 2 3 log 3 cộng cho 2 log 2 trừ cho, thế 3 vào nhé, 3 log 2 thế 3 vào nhé, hết. Thế 3 vào còn lại 1 nhé, log Neper của 1 bằng 0. Như vậy thì tóm tắt lại ra được bao nhiêu? 3 log 3 rồi 2 trừ đi cho 3 còn lại trừ 1, tức là trừ log 2. Từ đây chúng ta có được a bằng bao nhiêu? Đây, a log 3 tức là a bằng 3. Rồi cộng cho b log 2 tức là b bằng trừ 1. Và giả thiết thì yêu cầu chúng ta đi tính 2 mũ a trừ 3b. 2 mũ a bằng 3. Rồi trừ cho 3b trừ với trừ thành cộng 3 bằng 2 mũ 6, mà 2 mũ 6 thì nó bằng bao nhiêu? 64. Đây, phương án đúng của chúng ta là phương án D. Chúng ta xem tiếp ví dụ số 3. Một cách tương tự như vậy, chúng ta đưa biểu thức trong dấu tích phân ra để chúng ta tách nhé. Giả thiết cho như sau, cho IN là bằng tích phân từ 1 đến N dx chia x bình cộng x. Với N là số tự nhiên lớn hơn 1, tìm giá trị của lim IN. Dĩ nhiên ở đây nó là N là số tự nhiên, thì đây là dãy số, thì chúng ta được hiểu rằng cái N này tiến ra cộng vô cực. Thì đương nhiên chúng ta phải đi tính cái IN bằng cách là chúng ta đưa biểu thức trong dấu tích phân ra. Và mẫu số chúng ta thấy rằng dễ quá, chúng ta tách ra, đặt x làm thừa số chung thì tách ra được x nhân cho x cộng 1. Chúng ta đi tìm AB bằng cái cách số 1 như vừa rồi.
Thế x này đây, chúng ta được tách ra thành a thôi. Chúng ta chia cho x như cách 1 hồi nãy nè. Thế rồi x cộng 1 rồi cộng cho x cộng 1, tử số chúng ta cứ để trống với nhau. Ta cho mẫu số này bằng 0, tức là x bằng 0. X bằng 0 che lại, ta có được 0 thế vào được 1 rất nhanh. Màu xanh x bằng trừ 1 ta thế vào đây. Trừ 1 bằng cho nó, trừ 1 thế vào thì ra được ở đây là trừ 1. Như vậy thì lúc này yn của chúng ta nó chính là bằng tích phân đi từ 1 đến n của 1 chia x trừ cho 1 chia cho x cộng 1 dx. Nguyên hàm của log của 1 trên x là log Neper của trị tuyệt đối x trừ cho nguyên hàm của 1 chia x cộng 1 là log Neper của trị tuyệt đối x cộng 1. Tất cả lấy trên đoạn từ 1 đến n. Ta rút gọn lại trước cái đã, như vậy thì nó bằng log trừ log thì ta biết thành chia. Trị tuyệt đối của x chia cho x cộng 1 lấy trên đoạn từ 1 đến n. Ta thế vào thì ta có được bằng log Neper của n chia cho n cộng 1 dương, cho nên không còn trị tuyệt đối nữa. Rồi trừ cho log Neper của ta thế 1 vào ta được 1 phần 2. Vậy thì khi n của chúng ta tiến về vô cực thì giá trị n chia n cộng 1 bậc tử bằng bậc mẫu bằng hệ số bậc cao nhất chia nhau thì chỗ này của chúng ta bằng 1, đúng không nào? Đằng trước còn log Neper đây các em. Rồi ở đây là hằng số thì đương nhiên không ảnh hưởng gì hết, trừ log Neper của 1 phần 2. Mà log Neper của 1 bằng 0 trừ log Neper 1 phần 2 công thức log thì bằng log Neper của 2. Như vậy thì lim của yn là bằng log Neper của 2. Phương án đúng của chúng ta là phương án D. Ở đây thầy chép đúng hơn 3 này. Rồi ví dụ thứ tư. Ví dụ thứ tư thì chúng ta để ý với nhau rằng bậc tử bây giờ lớn hơn bậc mẫu rồi. Bậc tử là 3, bậc mẫu là 2 đó. Cho tích phân từ 2 đến 4 của x mũ 3 cộng 3 x chia x bình trừ 1 bằng a cộng b log 3 cộng c log 5. Với a, b, c là số nguyên. Xác định xem mạch đề nào là đúng. Bậc tử lớn hơn bậc mẫu, cho nên rồi chúng ta nhớ để đưa về bậc tử bé hơn bằng cách chúng ta chia ra. X lũy thừa 3 cộng 3 ta chia cho x bình phương trừ 1. X mũ 3 ở đây là x bình, như vậy còn lại x nhân lên hết. Trừ x chuyển vế qua thành cộng x. Làm bài toán cộng lại thì ta có được x cộng 3. Thế thì ở đây x cộng 3 bậc 1, bậc 2 hết chia được rồi, bậc này mãi bé hơn rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ tách x mũ 3 cộng 3 chia cho x bình trừ 1 được tách ra như sau. Chia ra chúng ta được là x, còn dư là x cộng 3, đúng chưa? Chia cho mẫu số, mà mẫu số của chúng ta là x bình phương trừ 1, ta lại tiếp tục tách ra để chúng ta xác định các cái hệ số AB như từ nãy đến giờ chúng ta vẫn theo dõi. Chúng ta tiếp tục tách ra như sau, bằng x cộng cho x trừ 1 chia cho x trừ 1, tử số để trống đó. Rồi x cộng 1 chia cho x cộng 1, tử số trống chúng ta để dành đó. Màu đỏ x bằng 1, lấy tay che lại, 1 thế vào đây thì được là 4 mà. 1 thế vào đây được là 2, 4 chia 2 còn lại 2. Rồi ở đây màu vàng x bằng trừ 1, trừ 1 che này là x bằng trừ 1 thế vào tử được là 2, trừ 1 thế vào mẫu được trừ 2 thì bằng trừ 1. Được chưa? Rồi. Vậy thì tích phân đi từ 2 đến 4
Vậy thì tích phân đi từ 2 đến 4 của cái biểu thức này của chúng ta nó bằng cái gì? Nguyên hàm của x là x bình phương chia 2. Nguyên hàm của màu đỏ là 2 log Neper trị tuyệt đối x trừ 1. Chỗ này là trừ log Neper trị tuyệt đối x cộng 1. Tất cả lấy trên đoạn từ 2 đến 4. Ta thế cận vào thì ta được ở đây là 44 16 chia 2 còn 8. Cộng cho 2 thế 4 vào đây được log 2, 4 vào đây được log 3. 4 vào đây được log 5. Được chưa nào? Rồi. Ta thế 2 vào trừ mở ngoặc ra cho cẩn thận. 2 bình phương là 4 chia 2 còn lại 2. 2 trừ 1 là 1, log Neper của 1 hết rồi. 2 thế vào đây được 3 trừ log 3. Như vậy tổng kết lại cho ta có được 8 trừ cho 2 còn lại 6. Thế rồi 2 log 3 trừ với trừ thành cộng nữa thành 3 log 3. Rồi trừ log 5. Như vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng A của chúng ta bằng 6. B bằng 3. Và C bằng trừ 1. Vậy ta xem thử con số bé nhất của mình là số nào nè. C rồi đến B rồi đến A. Vậy thì đây phương án đúng của chúng ta đây. Được chưa? Rồi. Bây giờ sang đến ví dụ thứ 5. Ví dụ thứ 5 thì giả thiết cho chúng ta biết tích phân từ 0 đến 1 của 5x cộng 9 chia cho x cộng 1 tất cả bình nhân x cộng 2 bằng A cộng B log Neper của 2 cộng C log Neper của 3. ABC là các số nguyên, mệnh đề nào sau đây là đúng? Thế thì chúng ta thấy rằng bậc tử đã lớn hơn bậc mẫu rồi. Xin lỗi, bậc tử bé hơn bậc mẫu rồi. Thì chúng ta chỉ tách nó ra theo cái dạng số 2 mà vừa rồi bạn đầu giờ chúng ta thầy có nói cái cách thức tách. Thế thì cái chỗ màu vàng này đây ta sẽ được tách ra thành A chia cho x cộng 1 tất cả bình phương cộng B chia x cộng 1. Màu đỏ này được tách ra thành C chia x cộng 2. Thế rồi chúng ta quy đồng mẫu số. Ta cho hai tử số bằng nhau. Mẫu số chung của chúng ta là x cộng 1 tất cả bình phương nhân x cộng 2. Như vậy thì A lớn còn thiếu A. Đã có x cộng 1 bình rồi còn thiếu x cộng 2. B lớn còn thiếu x cộng 1, còn thiếu x cộng 2. Và C lớn còn thiếu x cộng 1 tất cả bình phương. Ta cho tử số này bằng với tử số kia 5x cộng 9. Có 3 chữ A, B, C cho nên chúng ta sẽ đi chọn 3 giá trị cho x. Vậy thì ta chọn x bằng mấy là tốt? Ta chọn x bằng trừ 2 đi. Trừ 2 thì ở đây bằng hết rồi nè. Trừ 2 đây hết. Trừ 2 cộng 1 là trừ 1 bình lên nữa là 1. Như vậy ở đây còn lại C. Trừ 2 nhân 5 là trừ 10. Trừ 10 mà cộng cho 9 còn lại trừ 1. Đúng không nào? C bằng trừ 1. Ta chọn tiếp một giá trị đẹp nữa, đó là x bằng trừ 1. Trừ 1 ta thế vào đây thì ta được là A. Trừ 1 hết, chỗ này trừ 1 hết. Trừ 1 thế vào đây thì A bằng 4. Được 2. Được 2 hàng số. Còn một giá trị x nữa, muốn chọn bao nhiêu cũng được thôi thì chọn đại, x bằng 0. X bằng 0 thì ở đây ta có được bao nhiêu? 2A. 0, 0 thế này được bao nhiêu? 2B. 0 ở đây thế vào được bao nhiêu? C. 0 thay vào đây được bao nhiêu? 9. Thế rồi ta đã có A và C rồi thì A bằng 4 thế vào đây được 8. 2B chúng ta viết lại. C bằng trừ 1 bằng 9. Như vậy thì 2B bằng bao nhiêu? Ở đây là 7. Chuyển vế qua là còn lại 2. Vậy B bằng 1.
thấy chưa? Rồi, vậy thì ta có được ba cái hệ số ABC rồi, thì chúng ta thế vào đây. Thế vào đây thì ta được đặt chỗ này là Y đi nhé. Như vậy thì Y của chúng ta bằng A bằng bao nhiêu? 4. 4 chia cho X cộng 1 tất cả bình phương B. B của chúng ta bằng 1. 1 chia cho X cộng 1 C bằng trừ 1. Trừ 1 chia X cộng 2. Cận đi từ 0 đến 1. Ba cái nguyên hàm cơ bản này thì không khó. Nguyên hàm màu vàng bằng trừ 4 chia cho X cộng 1. Rồi hai cái nguyên hàm còn lại thì cơ bản rồi. Log nê bê trị tuyệt đối X cộng 1 trừ log nê bê trị tuyệt đối X cộng 2. Tất cả lấy trên đoạn từ 0. Chúng ta giải quyết tới đây rồi thì bây giờ ta thế cận vào, ta thế x bằng 1 nhé. Ta thế x bằng 0 vào, ta rút gọn lại để đưa về cái dạng như ở trên bảng. Nó không khó nữa. À, vậy là phương án đúng của chúng ta là phương án A nhé. A bằng B bằng 2 đó. Ví dụ số 6 thì người ta cho tích phân từ 0 đến 1 x để x chia x cộng 2 bình bằng a cộng b log 2 cộng c log 3 tính 3a cộng b cộng c. Thế thì ở đây thay vì chúng ta tách theo cái kiểu này thì chúng ta có thể tách theo một cái kiểu thêm bớt ở tử nhanh hơn. Tách ở tử thì chúng ta được như thế này. Chúng ta quan sát mẫu số có x cộng 2 thì ở đây ta thêm 2, ta bớt 2 đi. Vậy thì tách ra ta có được x cộng 2 chia x cộng 2 tất cả bình thì bằng 1 chia cho x cộng 2 rồi trừ cho 2 chia cho x cộng 2 tất cả bình phương. Như vậy thì ta có đặt đây là y nhé. Như vậy thì y của chúng ta bằng chỗ này của chúng ta là log nê bê trị tuyệt đối x cộng 2 nguyên hàm chỗ này thì bằng cộng cho 2 chia cho x cộng 2 tất cả lấy trên đoạn từ 0 đến 1. Ta thay 1 vào thì ta được ở đây là log 3, thay 1 vào đây được cộng cho 2/3. Ta thế 0 vào ta được trừ log 2, thế 0 vào đây được cộng 1. Trừ 1, trừ với trừ thành cộng 1. Như vậy thì bằng 2/3 mà trừ đi cho 1 thì còn lại là trừ 1/3. Ta sắp xếp đây log 2 trước thì trừ log 2. Rồi đây đến log 3 thì đây cộng log 3. À như vậy thì ở đây ta có được A bằng trừ 1/3, B bằng trừ 1 và C bằng 1. Vậy thì bây giờ 3A cộng B cộng C, 3A thì bằng bao nhiêu? Trừ 1 cộng B trừ 1 cộng C nữa cộng 1 bằng trừ 1. Phương án đúng của chúng ta đây. Được chưa nào? Chúng ta tiếp tục ví dụ số 7. Biết tích phân từ 0 đến bi trên 2 của 3 sin x cộng 4 cos x chia cho 2 sin x cộng cos x dx bằng A cộng B log nê bê của 2 với AB là các số thực. Tính giá trị A cộng B. Thế thì ở đây nó không liên quan gì đến hàm phân thức của chúng ta từ đầu tiết đến giờ. Nhưng mà ở đây thầy muốn giới thiệu cái qua cái bài này để chúng ta thêm kinh nghiệm. Thế thì ở đây chúng ta thấy tử và mẫu đều là những biểu thức lượng giác bậc nhất chứa sin và cos. Thì chúng ta sẽ làm kiểu sau đây. Cái biểu thức lượng giác này chúng ta sẽ tách ra như thế này. Chúng ta lấy tử số, ta cho bằng A mẫu số cộng cho B mẫu số đạo hàm. Nghĩa là như thế này. Tử số của chúng ta là ai?
3 sin x cộng 4 cos x bằng a. Mẫu số của chúng ta là 2 sin x cộng cos x. Cộng cho b. Mẫu số đạo hàm, tức là đạo hàm của 2 sin là cos. Đạo hàm của cos bằng trừ sin. Rồi sau đó ta sẽ đồng nhất thức hai vế. Thì ở đây ta đặt sin x làm thừa số chung. Thì ở đây chúng ta được là 2a sin đây trừ b. Ta đặt cos x làm thừa số chung. Thì ở đây chúng ta được là a. Ở đây được cộng 2b. Rồi ta đồng nhất thức hai vế. Đồng nhất hai vế thì ta có được 2a trừ b, b bằng 3. Đây sin với sin. 2a trừ b bằng 3. Và a cộng 2b bằng 4. A cộng 2b bằng 4. Từ đây chúng ta bấm máy thì chúng ta tìm ra được a bằng 2 và b bằng 1. Vậy thì ta có được AB rồi thì ta thế vào tử số. Tử số đây là tử số. Tử số là chỗ này. Như vậy thì ta có được là 3 sin x cộng cho 4 cos x chia cho 2 sin cộng cos bằng. Mẫu số chúng ta viết lại. Vừa rồi chúng ta mới phân tích tử số được gì? Được a mẫu số đây. Tức là bằng a là mấy? A bằng 2 nhân cho 2 sin x cộng cos x. Rồi cộng tiếp cho b 2 cos trừ sin. Chúng ta kiểm tra lại xem đúng không nhé. Nhân vào ta có được 4 sin x. B bằng mấy? B bằng 1. 2, 4 sin x trừ cho sin x được 3 sin. Đúng rồi nè. Nhân 2 vào 2 cos x cộng 2 cos x nữa thành 4 cos x nè. Đó, tử số chúng ta tách ra được gì trên bảng? Bằng cái nháp như ở bên trái. Và lúc này thì chúng ta tách ra thì chúng ta có được 2 sin cộng cos chia đơn giản hết. Như vậy thì màu xanh của chúng ta chỉ còn lại ai thôi là 2. Và màu vàng chúng ta tách ra thì ta được 2 cos x trừ sin x chia cho 2 sin x cộng cos x. Như vậy thì nếu ta xem thằng này là y, ta ký hiệu cái tích phân này là y, thì như vậy y của chúng ta nó chính là cái tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cả cái khúc này. Vậy nguyên hàm của 2 thì bằng 2x. Và ở đây thì chúng ta lưu ý với nhau như thế này. Nguyên hàm của u phẩy chia u thì bằng log nơ-bê của trị tuyệt đối u. Và ở đây thì như vậy chúng ta thấy rằng trên tử của chúng ta nó chính là u phết này. Hồi nãy chúng ta ghi là mẫu số phẩy. Còn mẫu số của chúng ta là u. Đạo hàm của 2 sin là 2 cos, đạo hàm của cos là trừ sin. Vậy trên tử đóng vai trò là u phẩy, mẫu đóng vai trò là u. Vậy thì lấy tích phân của đó đạt được log nơ-bê của trị tuyệt đối u, tức là 2 sin x cộng cos x, tất cả lấy trên đoạn từ 0 đến pi trên 2. Ta thay pi trên 2 vào, ta ở chỗ này là pi nè. 22 đơn giản hết còn lại bi. Cộng cho log nơ-bê của sin bi trên 2 thì bằng 1, cos bi trên 2 bằng 0. Như vậy tổng kết lại chỗ này được log nơ-bê của 2. Thế 0 vào đây ta có được chỗ này là 0. Thế vào đây sin 0 bằng 0, cos 0 bằng 1, log nơ-bê của 1 cũng bằng 0. À như vậy thì bằng bi cộng cho log nơ-bê của 2. Thế thì ở đây ta có được ở đây là a
cộng B log 2, như vậy thì ta suy ra A bằng B và B thì bằng 1. Vậy thì A cộng B bằng bao nhiêu? A cộng B bằng B cộng 1. Đây, phương án đúng của chúng ta là phương án C. Và như vậy thì ở đây cái dạng số 3 của chúng ta là chúng ta bàn với nhau về tích phân hàm hữu tỉ. Thì hôm nay thầy giúp cho các em cách thức tách cái phân số nó ra. Và sau đó chúng ta đi xác định các cái hệ số A, B, C, v.v. bằng nhiều cách. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thầy thân ái chào các em.